Chào mọi người, thì ở đây mình có hai cây sen đá siêu, người ta kêu là siêu đâm vảy cá nha mọi người. Thì nó cũng nhiều nên mình sẽ tiến hành nhân giống nó nha mọi người. Thì mình sẽ nhân giống bằng cách dăm cành. Thì đầu tiên mình sẽ cắt cành dăm nha mọi người. Mình cắt bằng lưỡi lam nha mọi người. Mình lỡ cành nào dài thì mình cắt cho cây nó đẻ nhánh, như rồi mình cũng sẽ nhân giống được cành này. Cắt vị trí này luôn nha mọi người. Một cành. Thì mình thấy cây này cũng dễ mọi người, chỉ cần tiếp xúc với đất là nó ra rễ. Thì cành mình cắt xuống nó cũng đã có ít rễ rồi, thế nên mình không sử dụng thuốc kích rễ nha mọi người. Thì mình sẽ ngắt bớt lá ở phần gốc của nó đi. Này dăm lá dăm sống đó mọi người. Thì mình sẽ dăm theo chiều ngang nha mọi người. Như thế này rồi, được một cây rồi. Thì tiếp tục với cây tiếp theo, mình cũng làm tương tự. Và mình sẽ ngắt bớt lá rốc và đặt nó theo chiều ngang. Thì tạm ổn rồi mọi người. Thì mình vẫn dăm vô cái ly này để dễ quan sát quá trình ra rễ nha mọi người. Mình sẽ đặt nơi nó ánh sáng nửa buổi chiều thôi. Chào mọi người, thì cây vảy cá của mình như thế này nó cũng đã gọi là phát triển tốt rồi nha mọi người. Như thế này thì mình chỉ cần thay ra nó ra cái chậu mới thì nó sẽ đẹp hơn thôi. Thay ra cái chậu đẹp đẹp là nó sẽ đẹp lên. Ở đây mình nhân giống khá là nhiều nha mọi người. Kinh doanh kiếm thêm này, lấy vốn làm YouTube chứ. Thì chiều mình sẽ thay chậu nó nha mọi người. Hiện tại thì mình chưa có chậu. Mọi người, thì mình sẽ tiến hành thay chậu cho hai cây vảy cá của mình nha mọi người. Nó cũng bự rồi, bây giờ mình phơi nắng nên lá nó cũng hơi vàng rồi. Mình bóp quanh chậu, sau đó mình lấy cây ra nha mọi người. Cái này được có lớp mặt thôi. Tách bớt da hệ cũ ra nha mọi người. Đó thì mình sẽ cho nó vào chậu mới. Vào chậu này đi. Cây này thì mình thấy nó dễ dăm lắm mọi người.
mình dăm ở bên kia cũng 50-60 cây rồi, từ 2 cây ban đầu thôi. Dễ trồng mà nó đẹp nữa, mình cho nó vào cái chậu đẹp đẹp là nó lên màu đẹp lắm. Trồng thì mình tưới sơ qua một lần, nhưng mà chào mọi người, thì hôm nay thì cây, những cây vảy cá của mình nó cũng phát triển lớn nhiều rồi nha mọi người. Như thế này thì mình đem đi để bàn cũng rất là đẹp rồi. Đây, tuyệt vời. Cây này thì hơi còi hơn xíu nha mọi người. Thì theo nhận định của mình thì cây vảy cá này rất là dễ trồng, dăm thì nó siêu dễ sống luôn. Mình dăm một cả trăm cây dám nó chết chừng 10 cây à, 10%. Như này mình dăm cả dĩ luôn nè mọi người. Ở đây cũng nhiều lắm. Mình cho bạn bè mình cũng khá là nhiều rồi. Dịch này nên cũng không có bán được mấy mọi người. Nên mình để là mình nhân giống thôi. Thì mình cũng xin kết thúc cái clip mà trồng cây vảy cá tại đây nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh, thì mong mọi người hãy tặng cho mình một like cũng như đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực để làm về nhiều loại cây hơn. Thì mình xin cảm ơn nha mọi người. Bye bye. Hẹn gặp lại trong video sau về loại cây mới hơn.